Và xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của nhà Phúc Cường. Ở video này thì em xin giới thiệu đến tất cả các bác một chiếc máy nòng ion kiềm khủng các bác nhá, có thể nói là khủng. Chiếc này thì thuộc hãng Kozula, có tên là Dr. Plain. Thì chiếc máy này thì được trang bị 3 tấm điện cực siêu to khổng lồ các bác nhá. Dòng này thì nó trang bị 3 tấm cực thôi, nhưng nó đẳng cấp hơn những cái dòng 5 tấm bình thường hoặc là những dòng cả những dòng 7 tấm. Đây, dòng này chỉ có 3 tấm thôi nhưng mà nó là 3 tấm lớn, 3 tấm khủng nhá. Đây, và cái đặc biệt nữa ở chiếc máy này thì được trang bị lõi lọc 30.000 lít các bác nhá. Lõi lọc sử dụng 30.000 lít. Ở đây thì đang báo phân khúc lõi lọc này thì nó đang báo ở mức độ là 5 vạch. 5 vạch này nó sẽ tượng trưng cho 30.000 lít thì mỗi vạch nó sẽ là 6.000 lít. Hiện tại chiếc máy này đang còn lại là 3 vạch. Đấy, 3 thì 36 18 gọi là 10 còn 18.000 lít nữa các nhá. Đây chiếc máy này. Đấy, hiện tại đang báo còn 3 vạch 1 2 3. Đấy, thì còn khoảng tầm 18.000 lít nữa. Về độ mới độ đẹp thì con này nó còn rất là đẹp nha các nhá. Máy lướt. Đấy, hình thức còn rất là mới đẹp nguyên bản. Dòng này thì nó sẽ cho ra được 7 loại nước, nếu là lấy đúng theo thì nó được 7 loại các bác nhé. Và chút nữa thì em sẽ lấy từng cái loại nước cho các bác xem. Và độ pH của dòng này thì nó từ 3 chấm các bác nhé. Từ 3 chấm cho đến 10 chấm. 3 chấm cho đến 11.5. 3 chấm cho đến 11.5. Rồi bây giờ thì đây, quay sơ qua các bác chút một cái. Đây bên trong này các bác nhé. Máy còn rất là mới từ cái luôn đấy, từ cái ốp luôn. Lõi lọc lớn này, lõi lọc khủng này, 30.000 lít. Đây nữa. Hiện tại thì máy đang hiển thị là còn 3 vạch các bác nhá. 1 2 3 4 5. 5 vạch này nó tượng trưng cho 30.000 lít, hiện tại bây giờ máy đang còn là 3 vạch thì nó sẽ tương ứng với khoảng tầm 15 đến 18.000 lít nữa. Đó, thì ok. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu đi test các bác nhá. Test các cái chức năng điện phân của chiếc máy này. Nói chung là dòng này thì nó là một cái dòng bán công nghiệp, một chiếc máy với cái thông số với những cái kích thước gọi là khủng để trang bị cho các bác, gia đình các bác có thể dùng sử dụng nhiều hoặc là các bác có thể cần thời gian thay lõi nó dài ra. Đấy thì các bác có thể sử dụng nhá. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu test nước nhá. Bắt đầu từ mức nước axit. Rồi từ mức axit. Thì ở axit này thì vòi này nó sẽ cho ra axit là 3 chấm nhá. Và là axit cho ra là 3 chấm. Thì vòi này và nước thải này nó sẽ cho ra nước là 11.5. Đấy, nó sẽ cho ra kiềm mạnh 11.5 các nhá. Thì vòi đây. Vòi uống này thì nó sẽ cho ra là axit 3 chấm này. Còn vòi thải nhá, vòi thải bên dưới này nó sẽ cho ra kiềm 11.5. Kiềm mạnh. Đây, em sẽ để cái kiềm mạnh sẽ để mức trên này. Rồi, chuyển sang mức trung tính thôi nhá. Chuyển sang mức nước trung tính, mức này thì chúng ta dùng để uống thuốc này, pha sữa. Nó sẽ không làm giảm, không làm mất đi cái chất của thuốc nha các bác nhá. Rồi. Tiếp theo mức kiểm 1. Nó có nhạc các bác nhá. Và ở đây nó sẽ báo cái thông số lít này, sẽ báo cho bác là 1,3 lít nước trên 1 phút. Đấy. Mức kiểm 2. Mức kiểm 3. Thank you.
con này thiêu rồi, gan này đang hơi hơi mong manh một chút này, chút em sẽ lấy lại một lần nữa đi. Bắt đầu test các bác nhá. Đây là mức axit này, 3 chấm này. Mức trung tính này. Mức kiểm 1 này. Mức kiểm 2, kiểm 3, kiểm 4. Đó. Đây là cái mức 11.5 các bác nhá. Khi mà lấy nước vòi axit thì ra nó sẽ, đây nó sẽ là 11.5 này. Đó. Ok các bác nhá. Ok các bác nhá, thì bây giờ em sẽ lấy lại cái hydrogen cho nó này. Lấy lại hydrogen của máy xem nào. Giờ thì hydrogen các bác nhá. Thì hydrogen con này cũng còn nói chung là tương đối các bác nhá. Không được dày lắm nhưng nó khá là ok rồi. Đấy. Ở dưới này thì các bác có thể chỉnh này, tắt nhạc này, mở nhạc này. Đó. Đây là mức kiểm 3 các bác nhá. Đó. Thì các mức điện phân của chiếc máy này nó rất là đẹp rồi. Rất đẹp các bác nhá. Lõi thì còn siêu khủng. Các mức điện phân này, từ axit cho đến trung tính này, kiểm 1, kiểm 2, kiểm 3. Và đây mức 10.5 thì khi mà lấy axit thì sẽ ra 10.5 nhé. Còn một cái mức nữa, còn mức 2.5 thì em không lấy đâu nhé. Ok, thì với chiếc máy này thì nó điện phân rất là đẹp rồi. Dung tích lõi bây giờ còn khoảng, hiện tại cầm chắc là khoảng 15.000 lít các bác nhé. 15.000 lít nữa, trên 30.000 lít. Đấy. Nói chung là chiếc này thì nó mới sử dụng được khoảng một nửa thôi. Còn rất là mới, rất là đẹp các em, mặt với còn đẹp này. Đấy, thì báo giá đối với bác chiếc máy này, lọc ion kiềm Kozula Dr. Plain. Thì chiếc này bác nào có nhu cầu thì bên em đang bán cho bác với giá là 4.5 triệu các bác nhé. Chuyển khoản hết 100% bác ship toàn quốc. Đấy, thì các bác có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại Zalo bên em là 0862 594 684 các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.